Chào các bạn, có một cái cây mọc lên từ trước thế kỷ thứ 10, chính xác là từ khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 gì đó sau công nguyên. Nhiều người thì không tin, vậy thì bây giờ mình sẽ thử xem câu chuyện này thực hư như thế nào và cái cây đó nó nằm ở đâu nhé. Nhân tiện thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để có thể thoát khỏi khu rừng nếu chẳng may bị lạc. Chào bạn, có một cái cây có tuổi đời khoảng 1600 cho đến 1700 năm. Nó nằm ở trong một khu rừng đặc biệt bậc nhất và bí ẩn bậc nhất của châu Á, chính là khu rừng này, rừng Cúc Phương. Nó đặc biệt ở cái đa dạng sinh học và bí ẩn ở chỗ có rất là nhiều cái loài thú dữ, thú ăn thịt mà đến thời điểm hiện tại thì các nhà khoa học vẫn chưa ước lượng được hết. Nó đặc biệt ở một điểm nữa là ở trong khu rừng này có một cái cây cổ thụ, là một trong những cái cây có tuổi đời lớn nhất trên thế giới, chính là cây trò ngàn năm. Mình đang đứng ở trung tâm của khu rừng, chính là vị trí này. Từ vị trí này mà đi ra đến bìa rừng ấy, tức là vị trí cái mép ngoài của khu rừng ấy, thì phải đi một cái khoảng cách gần 30 cây số. Từ vị trí mà mình đang đứng ấy, đi đến cây trò ngàn năm đấy thì phải mất khoảng 4 km đường đi bộ nữa. Tức là đây là vị trí trung tâm của khu rừng rồi. Bây giờ từ trung tâm đi đến cây trò cổ thụ thì phải mất 4 km đường đi bộ. Bây giờ mình sẽ đi đến cây trò đấy. Trên đường đi thì mình sẽ ghi những cái điểm đặc biệt nhất của khu rừng Cúc Phương này, cũng như là có những cái hướng dẫn cho những anh em nào mà muốn một lần sẽ đến đây ấy, hoặc có thể một lần sẽ đến, thì cái cách để mình có thể đi đến khu rừng này và từ trung tâm khu rừng thì đi đến cái cây cổ thụ mà có tuổi đời 1600 cho đến 1700 năm tuổi đấy. Ok, bắt đầu đi. Các bạn nhớ nhá, các bạn đi từ vị trí ở ngoài phía bìa rừng ấy vào cho đến trung tâm của khu rừng thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái bãi cỏ hình tròn như này. Đây, cái bãi cỏ xung quanh hình tròn như này. Cái bãi cỏ này để đánh dấu đây chính là vị trí trung tâm của khu rừng, tức là nằm ngay giữa rừng ấy. Xung quanh đây thì sẽ không có một ai sinh sống cả, không có bản làng gì hết, bởi vì là rừng quốc gia cần phải đưa vào cái diện bảo tồn đặc biệt, cho nên là không được có ai sinh sống ở trong khu rừng này cả. Sau lưng mình đây các bạn nhìn thấy này, đây chính là một cái nhà nhỏ nhỏ của một số người bảo vệ rừng. Và phía cách bên này một tí có một cái trạm gác kiểm lâm rất là nhỏ thôi. Còn ngoài ra thì sẽ gần như không có ai cả. Từ bãi cỏ này đi đến cái trò cổ thụ thì các bạn nhìn từ bãi cỏ sẽ có một cái đường. Thấy chưa? Ở vị trí phía bên cạnh cái cột ấy. Đây là cái đường trải đá. Nhưng mà đi vào đấy khoảng 20 mét nữa thôi là bắt đầu đường sẽ là đường núi ấy, chứ không có trải đá như này để đi nữa đâu. 4 km sẽ đến cây trò. Chui vào đây thì đường bắt đầu treo leo rồi. Cúc Phương là một cái khu rừng mà khá là rộng. Các bạn để ý ba cái tỉnh. Thứ nhất là tỉnh Hòa Bình này, là một. Thứ hai là tỉnh Thanh Hóa. Thứ ba là tỉnh Ninh Bình. Ba cái tỉnh đấy, Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, nó tiếp giáp nhau ở một cái góc. Thì cái khu rừng Cúc Phương này ấy, nó nằm ở giữa cái góc của ba cái tỉnh đấy. Tức là nói theo một cách khác là cái rừng Cúc Phương này nó phủ qua ba cái tỉnh. Nó phủ ở cái đoạn mà tiếp giáp cái góc của ba tỉnh đấy ấy. Đây là một cái khu rừng mà có cái hình elip, hình như kiểu cái hình của quả trứng gà ấy. Nó hơi tròn tròn dài dài ấy. Cái chiều dài của nó là rơi vào khoảng 70 km, chiều rộng cũng đâu đó khoảng 40 đến 50 km, một cánh rừng rất là rộng. Nếu mà các bạn đi đến cái phía rìa ngoài của cái cánh rừng này thì từ cái rìa ngoài đấy đi vào đến cái vị trí này mất khoảng gần 30 km nữa. Đến cái vùng này các bạn nhìn xa ra nhé. Thấy chưa? Dễ tưởng tượng, các bạn thử nhìn nhá. Nhìn này. Kinh chưa? Cái này là có ba cái thân, đây một cái này, đây một cái, còn một cái cành bên này bị đổ mất rồi. Cây trò ngàn năm. Đi lại gần đây xem nhá. Cái cành bên này, cành bên này đang mọc lên những cái mầm mới ở bên trên này. Đây, bên trên gọn ấy, mọc lên những cái cành mới. Một thế hệ con người sinh ra cho là khoảng 20 năm các bạn. Từ ngàn xưa đến giờ thì bố mẹ cứ khoảng hơn 20 tuổi là bắt đầu sinh con. Thì cứ cho là trung bình khoảng 20 năm.
thì cứ khoảng 20 năm sẽ sinh ra một thế hệ con người mới. Vậy thì 2.000 năm sẽ có khoảng 100 thế hệ được sinh ra rồi lại mất đi. Cái cây này tuổi thọ khoảng 1.600-1.700 năm, tức là cũng khoảng gần 2.000 năm. Như vậy là khoảng gần 100 thế hệ sinh ra mất đi, thế mà cái cây này vẫn đang còn nguyên ở đây. Đi vòng ra ngoài kia để xem cái thân cây phía bên kia nó như nào. Từ thời thế kỷ thứ tư, thứ năm gì đấy, thì còn trước cả cái thời vua Ngô Quyền. Đời nhà Ngô Quyền là đời thế kỷ thứ 9. Rồi trước đấy một tí nữa thì là Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân ấy. Thì tất cả những cái sự việc, những cái sự kiện lịch sử ấy đều xuất hiện sau khi cái cây này được mọc lên. Tức là cái cây này còn có cả trước từ những cái thời đấy. Biết bao nhiêu thế hệ vua rồi là công chúa, công chiếc. Nếu mà nói theo anh em nào mà hay xem phim cổ trang ấy, cứ có vua, chúa các thứ ấy, công chúa, hoàng hậu, thì biết bao nhiêu cái đời như vậy sinh ra và mất đi rồi, sau cả khi cái cây này xuất hiện. Nhìn này, không biết các bạn có thấy nó to không nhỉ? Nãy mình đứng ở cạnh ấy, thì các bạn thấy nó to như thế nào? Bây giờ quay ra đây thì hơi nhìn nó hơi mất khách quan một chút. Một đời người cảm thấy nó dài các bạn nhỉ. Sinh ra rồi trưởng thành lên một chút, đi học, rồi trưởng thành hơn nữa, rồi trưởng thành hơn một lần nữa, rồi già và chết đi. Các bạn nghĩ đến cái thời mà vừa đội mũ ca lô rồi quàng khăn đỏ đi học cấp 1, cấp 2 đấy, nghĩ đến thời điểm hiện tại cảm thấy nó xa đúng không? Nó rất là lâu rồi. Thế nhưng nó chẳng là cái gì so với một đời người cả. Vậy mà cái cây này đã tồn tại suốt 100 cái đời người dài như vậy. Kinh khủng khiếp. Hàng bao nhiêu thế kỷ, hàng chục thế kỷ chứ. Ở trong này không có sóng điện thoại, không có bất cứ một cái gì mà có thể có cái phương tiện liên lạc gì các bạn. Bên này có cái biển chỉ chữ đường về này. Bây giờ cứ theo cái biển này để đi, nhưng mà vấn đề là đi một đường, còn về thì lại đường này. Nhìn không biết thế nào cả, cứ phải đi theo. Thực ra đây là một cái khu rừng đặc biệt bậc nhất và kỳ bí bậc nhất của châu Á. Chính xác là châu Á chứ không phải là Đông Nam Á đâu nhé. Nó kỳ bí bởi vì ở trong này có những cái loài thực vật mà càng ngày người ta phát hiện ra càng nhiều. Không những thực vật mà về động vật thì rất là nhiều cái thú ăn thịt mà càng ngày cũng là phát hiện được càng nhiều. Thế còn nếu như mà cái khu rừng này ấy, mà các bạn hoặc là mình mà không đi theo cái đường mòn này, mà lỡ mà đi vướng ra ngoài kia khoảng vài chục, vài trăm mét ấy, mà không quay lại đúng cái đường này ấy, thì không bao giờ có thể ra được khỏi đây. Không bao giờ nhá. Các bạn biết vì sao? Nếu như những cái khu rừng mà các bạn ạ, nếu các bạn lỡ không may bị lạc ở trong rừng ở những cái vùng miền núi cao ấy, thì các bạn cứ đi theo những cái vách núi hướng xuống và cố để tìm ra được những cái khe nước nó chảy qua. Cố gắng bám theo cái dòng chảy của những cái khe nước đấy thì chắc chắn các bạn sẽ ra được một cái con suối lớn hơn. Tiếp theo các bạn cứ đi xuôi dòng theo cái con suối đấy thì kiểu gì các bạn cũng sẽ gặp một vài cái bản làng của người dân tộc này, dân tộc khác, họ sống ở hai bên bờ con suối ấy. Hoặc nói theo một cách khác rộng hơn là kiểu gì các bạn cũng sẽ gặp một cái nền văn minh dù là nhỏ, hoặc thậm chí chỉ là một vài cái ngôi nhà. Vì đồng bào miền núi thì thường sẽ chọn những cái vị trí ở gần những cái nguồn nước để định cư, để có nguồn nước uống. Thế nhưng ở những cái vùng rừng nguyên sinh thấp như này ấy, nó không có những cái ngọn núi quá cao nên cái việc tìm ra một cái khe nước là vô cùng khó. Nên nếu các bạn mà đi thì cố gắng đừng có đi lệch ra khỏi những cái đường mòn nha. Thú dữ trong này có một cái loài rất là nguy hiểm, đấy là loài báo gấm. Đây có một cây nữa này, hình như cũng là cây trò. Cây này bé hơn cây lúc nãy. Đó là báo gấm. Báo hoa mai mình không biết, nhưng mà trong này có báo gấm nhá. Gấu thì nhiều rồi không nói. Ôi, đi kiểu bò này. Chết dở, các bạn thấy đường chưa? Đường này. Thôi bây giờ chắc mình tắt máy ảnh các bạn ạ, để dự phòng pin một tí, để tí ra đến ngoài trung tâm khu rừng ấy, ngoài đấy có một cái trạm gác bảo vệ rừng,
Không biết là có người không, nếu mà có người thì mình sẽ xin ngủ lại ở đấy. Chứ còn bây giờ buổi chiều lắm rồi, không ra kịp ngoài bìa rừng đâu. Thì mình tắt cái máy ảnh này một tí để dự phòng cái pin, để tí nữa xem có gì đặc biệt đẹp đẹp ngoài đấy còn quay lại. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video đấy, để ra đấy mình quay tiếp. Bởi vì ngoài đấy chắc có nhiều cái hay lắm. Chiều nay mình nhìn thấy thích thích mắt lắm rồi. Bây giờ phải tắt máy ảnh này cái đã. Hẹn gặp lại các bạn. Đi đã. Mệt gần chết rồi.